cách chữa bệnh coryza trên gà. Xin chào, tôi là Phạm Xuân Trịnh, chuyên gia chẩn đoán cơ nên bốc thuốc, 14 năm kinh nghiệm. Có rất là nhiều trang trại hỏi tôi rằng làm thế nào để điều trị bệnh coryza trên gà. Như các bạn đã biết, bệnh coryza trên gà là một trong những bệnh gây thất thoát hết sức là nghiêm trọng ở trên đàn vật nuôi của chúng ta. Vậy thì các bạn sử dụng phác đồ như sau. Các bạn có thể sử dụng Sephona còng kết hợp với là đường nguyên tử, kết hợp với là Lactospic. Các bạn pha ba thứ này lại với nhau. Các bạn tiêm cho 1 tấn gà. Sau đó các bạn sử dụng đặc trị hô hấp phức hợp. Các bạn cho uống từ 3 đến 5 ngày. Các bạn sẽ điều trị hoàn toàn bệnh coryza trên gà. Và cảm ơn quý anh chị em đã xem video clip này. Kính chúc anh chị em mạnh khỏe và hẹn gặp lại anh chị em trong video clip sau.